Đối với cái bài cộng trừ đa thức một biến thì kết chúng ta sẽ luyện về cái phần cộng hai đa thức trước. Với cái ví dụ một này, ta sẽ thực hiện như sau. Thì A AX AX sẽ bằng, viết lại đề bài, 5X trừ 7X lập cộng 6x bình trừ 12. Em chào thầy. Vâng, xin chào. Kết quả sẽ bằng, chúng ta thấy cái đa thức này nó xuất hiện bốn hạng tử mũ 1, mũ 3, mũ 2 và mũ 0. Như vậy mũ 3 là to nhất, cho nên chúng ta sắp xếp mũ 3 lên đầu. Như vậy chúng ta bê cả dấu cả số nó vào, kết quả bằng âm 7 x lập. Tiếp theo sau mũ 3 sẽ là đến mũ 2, cả số cả dấu của nó, vậy chúng ta ghi là cộng 6 x bình sau x bình là đến x, đây là dương 5x, chính là cộng 5x. Sau x là đến số tự do, cả số cả dấu đó là âm 12, nó ghi trừ đi 12. Như vậy với cái việc làm vừa rồi, chúng ta đã sắp xếp theo lũy thừa mũ 3, xong đến mũ 2, xong đến mũ 1, xong đến mũ 0. Như vậy số mũ đã giảm dần từ mũ 3, mũ 2, mũ 1 và mũ 0. AX có bậc, đây bậc 3 cao nhất này, đơn thức cao nhất có bậc 3. Tương tự như vậy chúng ta biến đổi ý B, BX chúng ta ghi lại đề bài 8 trừ 3x bình cộng 4x cộng 9x lập. Như vậy chúng ta nhìn thấy cũng có bốn hạng tử mũ 0, mũ 2, mũ 1 và mũ 3, thì chúng ta cũng nhận định mũ 3 là to nhất, cho nên chúng ta bê cả số cả dấu nó vào. Chỗ này là dương 9x lập, vì là 9x lập. Chúng ta không cần phải ghi dấu cộng đằng trước này nữa bởi vì không cần thiết. Sau mũ 3 sẽ là đến mũ 2, mà mũ 2 ở đây chúng ta thấy là có trừ 3x bình, chúng ta bê cả trừ 3x bình sau trừ 3x bình. Sau x bình là đến cộng 4x, chúng ta ghi cộng 4x. Và sau 4x là số tự do, ở đây là dương 8, chính là cộng 8. Vậy thì bx này chúng ta thấy là mũ 3 là to nhất, xong đến mũ 2, mũ 1, đây mũ 1 đây. Đấy. Cho nên chúng ta thấy là BX cũng có bậc là 3. Nào. Như vậy, chúng ta đã làm xong ý A, sắp xếp AX, BX theo lũy thừa giảm dần của biến và đã tìm được bậc của chúng. Đối với ý B, B thì như thế này. AX cộng BX theo hàng ngang. AX cộng BX. Trước hết chúng ta ghi viết AX cộng BX sẽ bằng, chúng ta viết cái đa thức của AX vào đây. Đa thức AX đây. Kết quả sẽ bằng mở ngoặc trừ 7x lập cộng 6x bình cộng 5x trừ 12 cộng với đa thức thứ hai là đa thức bx đây, cộng với mở ngoặc 9x lập trừ 3x bình cộng 4x cộng 8. Kết quả sẽ bằng, chúng ta hãy phá ngoặc đi, âm 7x lập cộng 6x bình
cộng 5x trừ đi 12, phá ngoặc bên thứ hai ra cộng 9x lập trừ 3x bình, vì trước ngoặc nó là dấu cộng nên chúng ta giữ nguyên dấu ở bên trong, cộng 4x cộng 8. Sau đó chúng ta lại ghép tiếp, chúng ta thấy là có mũ 3 ghép với mũ 3 7. Đấy, chúng ta bằng mở ngoặc âm 7x lập cộng 9x lập, những đơn thức đồng dạng chúng ta ghép vào với nhau, như vậy mũ 3 ghép với mũ 3, sau đó cộng với ngoặc thứ hai là mũ 2 ghép với mũ 2. Mũ 2 ở đây gồm có 6x bình và âm 3x bình, chúng ta ghi là 6x bình trừ 3x bình, 6x bình trừ 3x bình. Tiếp theo dấu cộng với mở ngoặc. Bây giờ đến mũ đến là x thì là gồm có dương 5x và dương 4x. Như vậy chúng ta ghi là dấu cộng bây giờ. Đấy, chúng ta ghi là 5x cộng 4x. 5x cộng 4x. Cuối cùng dấu cộng với lại cũng mở ngoặc tiếp, hai số tự do là âm 12 và dương 8. Chúng ta ghi là trừ 12 cộng 8. Trừ 12 cộng 8. Đúng không ạ? Kết quả sẽ bằng, chúng ta thu gọn đi, 2x lập. Chúng ta thấy là chỗ này là 6x bình trừ 3x bình còn cộng 3x bình. Tiếp 5x cộng 4x trở thành 9x, chúng ta ghi là cộng 9x. Tiếp theo là trừ 12 cộng 8 thì bằng âm 4, chúng ta ghi là trừ 4. Như vậy chúng ta đã hoàn thành phép ý B, đó là cộng hai đa thức AX cộng BX theo hàng ngang. Ý C là tính AX cộng BX theo hàng dọc. Chúng ta thực hiện như sau. AX thì bằng trừ 7X lập cộng 6X bình cộng 5X trừ đi 12. Còn BX thì bằng 9X lập trừ 3X bình cộng 4X cộng 8. Rồi chúng ta gạch chân. Gạch chân như sau. AX cộng BX bằng, chúng ta cộng một cách bình thường, âm 7 cộng 9 thành dương 2. Vậy chúng ta ghi là 2X lập thẳng dưới này như hàng dọc. 2X lập. Tiếp theo chúng ta quan sát 6X bình cộng với âm 3X bình, kết quả bằng dương 3X bình cộng 3X bình, thẳng hàng với nhau. Tiếp theo đây là dấu cộng ở giữa này, em tự dấu cộng này, nó đưa cho em xem đây dấu cộng này này, ở giữa đánh dấu cộng cũng được. Đó. Tiếp theo là dương 5 cộng với dương 4, kết quả bằng cộng với 9x cộng 9x. Và cái cuối cùng trừ 12 cộng 8 thì chúng ta ghi là trừ 4 thẳng dưới này. Như vậy là ý C và ý B nó cùng ra một kết quả, nhưng mà đối với ý B thì nó trông có vẻ dài hơn, còn ý A trông nó đơn giản hơn, tùy từng bài. Rồi chúng ta cùng thực hiện như sau. Ý A
thu gọn này, AX chúng ta thấy nó có mũ 3 đi với mũ 3. Chỗ này sẽ là âm 12 x lập với âm 7 x lập. Nên sẽ ra là âm 19 x lập. Trừ 19 x lập. Thu gọn lại. 6 x lập đến x bình là trừ 12 x bình. Sáu x bình là cộng 6 x, sau đó là cộng 3, cộng 3. Như vậy chúng ta đã thu gọn và sắp xếp ax theo lũy thừa giảm dần của biến. Ax cũng có bậc 3. Rồi. Tiếp theo chúng ta thực hiện bx. Bx. Bx thì sẽ bằng, chúng ta thấy là có âm 3 x lập với âm 9 x lập thành âm 12 x lập trừ 12 x lập. Tiếp theo là cộng 9 x bình tiếp theo là trừ 8 x với trừ 7 x thành trừ 15 x. Mười một cộng với năm thành cộng 16. Như vậy bx có bậc 3. Đó. Tiếp theo chúng ta tính ax cộng bx cho hàng ngang. Chúng ta hãy dùng đã thức thu gọn để tính. IB ax cộng với bx. Trước hết các em hãy viết ax vào âm 19 x lập trừ 12 x bình cộng 6 x cộng 3 cộng với bx âm 12 x lập cộng 9 x bình trừ 15 x cộng 16. Kết quả sẽ bằng, bỏ ngoặc đi, âm 19 x lập trừ 12 x bình cộng 6 x cộng 3 hạ xuống. Phá ngoặc bên này ra, phá ngoặc mà đằng trước có dấu cộng, chúng ta giữ nguyên dấu bên trong, trừ 12 x lập cộng 9 x bình trừ 15 x cộng với 16. Sau đó chúng ta lại ghép mở ngoặc sẽ bằng trừ 19 x lập trừ 12 x lập. Cộng với cái ngoặc thứ hai ở đây là gồm có x bình. Cái nhóm x bình gồm có âm 12 x bình và 9 x bình. Tức là trừ 12 x bình cộng 9 x bình. Cộng với nhóm thứ ba là dương 6x trừ 15x, thì ghi là 6x trừ 15x. Cộng với nhóm cuối cùng là 3 cộng 16 cộng 3 cộng 16, 3 cộng với 16. Kết quả sẽ bằng trừ 19 trừ 12, đó là trừ 31x lập. Chỗ này là trừ 9, à trừ 12 với cộng 9 nó thành trừ 3 x bình. Chỗ này là trừ 9 x
và cộng 19. Như vậy chúng ta đã thực hiện tính AX cộng BX cho hàng ngang. Xong. Thì C tính AX cộng BX cho hàng dọc. Thì C. AX sẽ bằng âm 19 x lập trừ 12 x bình cộng 10, cộng 6 x cộng 3 bx sẽ bằng âm 12 x lập cộng 9 x bình trừ 15 x cộng 16. Sau đó chúng ta gạch chân. Ở đây là AX cộng BX sẽ bằng AX cộng với BX bằng chúng ta dòng trên trừ 31X lập. Cái nhóm tiếp theo này là trừ 3X bình. Nhóm tiếp theo này là trừ 9X cộng lòng dòng trên cộng dòng dưới mà cộng 19. Ở giữa này chúng ta ghép dấu cộng. Đó. Cộng. Như vậy chúng ta đã thực hiện cộng theo hàng dọc và hàng ngang đều được cả. Chúng ta còn làm ví dụ 3 này. Trước hết các em hãy sắp xếp đã. Thì A này. AX. Chúng ta cứ sắp xếp lại cho gọn đã. Bằng 2X. Trừ X lập. Cộng 5. Thế bằng trừ X lập. Cộng 2X. Cộng 5. BX. Thì bằng 7 trừ 11 x bình cộng 4 x lập. Kết quả bằng 4 x lập. Mũ to nhất chúng ta viết trước. Trừ 11 x bình cộng 7. Như vậy A à MX. À đây MX. Nhắm nhầm. Đây là MX. Đây là NX. MX cộng NX thì sẽ bằng âm X lập cộng 2X cộng 5 cộng với ngoặc thứ hai là 4X lập trừ 11X bình cộng 7. Phá ngoặc đi, trừ x lập cộng 2x cộng 5 cộng 4x lập trừ 11x bình cộng 7. Kết quả bằng âm x lập cộng 4x lập ghép vào với nhau cộng với trừ 11x bình mũ 2. Hết mũ 2 rồi chúng đến cộng 2x cộng với 5 cộng 7. Rồi. Kết quả sẽ bằng 3x lập cộng trừ 11x bình cộng 2x cộng 12. Rồi. Còn ý B là tính MX cộng với NX theo hàng ngang, hàng dọc thì chúng ta tính như thế nào? Ý B. Chúng ta hãy viết đa thức MX bằng MX sẽ bằng âm X lập. Không có X mũ 2 chúng ta để cách được một chút. Cộng 2X. Cộng 5. Còn NX sẽ bằng NX bằng 4X lập
4x lập trừ 11x bình chúng ta ghi vào cái khu vực này. Trừ 11x bình. Chỗ này không có x thì thôi. Cộng 7. Đấy, chúng ta nhớ phải viết cách ra nha. Sau đó chúng ta gạch chân để thực hiện phép tính. Như vậy chúng ta có mx cộng nx kết quả sẽ bằng khu vực này thành 3x lập trừ 11x bình. Chỗ này là dòng trên không có, dòng dưới có. Đây là dòng trên có, dòng dưới không có. Cộng 2x cộng 12. Kết quả cuối cùng. Đối với phép trừ hai đa thức một biến này thì ở cái ví dụ 3 nó yêu cầu trừ theo hàng ngang và trừ theo hàng dọc. Bây giờ chúng ta cùng thực hiện bài tập này. Thì A. AX trừ BX. Trừ đi BX. Trừ theo hàng ngang thì chúng ta biết hàng ngang thôi. Mở ngoặc 5x lập trừ 2x bình cộng 7x cộng 3. Thực ra cái ngoặc này không có cũng được. Trừ đi cái ngoặc thứ hai bắt buộc phải có, đó là 7x lập cộng 4x bình trừ 9x trừ 12. Bước 2 chúng ta phá ngoặc. Rồi phá cái ngoặc thứ hai này thì chúng ta đổi dấu bên trong nó thành trừ 7x lập trừ 4x bình cộng 9x cộng 12. Sau đó chúng ta lại ghép những anh đồng dạng với nhau. 5x lập trừ 7 lập cộng với âm 2 x bình trừ 4 x bình cộng với 7 x cộng 9 x cộng với 3 cộng 12. Kết quả sẽ bằng trừ 2 x lập trừ 6x bình cộng 16x cộng 15. Đó, như vậy là đã trừ cộng theo hàng ngang, trừ theo hàng ngang. Bây giờ chúng ta hãy thực hiện ý B, đó là phép trừ theo hàng dọc. Ý B chúng ta thực hiện như sau. AX bằng 5x lập trừ 2x bình cộng 7x cộng 3. Dòng dưới là bx bằng 7x lập cộng 4x bình trừ 9x trừ 12. Giờ dấu trừ chúng ta đặt ở giữa. Nó gạch chân AX trừ BX bằng, chúng ta lấy dòng trên trừ dòng dưới, 5 trừ 7 âm 2X lập. Tiếp này, trừ 2 trừ đi 4 kết quả là trừ 6x bình. Tiếp trừ 7 trừ đi trừ 9, trừ 7 trừ đi trừ 9 thành 16x cộng 16x. Tiếp 3 trừ đi trừ 12, có hai dấu trừ nhá, dấu trừ ngoài này này với cái dấu trừ trong này này. Vậy là trừ 7 trừ đi, tại sao trừ 7 trừ đi 9x
Đây à? Vâng. Nó còn dấu trừ đây nhỉ? Vâng. Vậy là Thì trừ 7. 7 trừ đi 9. Trừ đi trừ 9 không? Không là 16 à? Vâng. Đấy, số cuối cùng này cũng vậy. 3 trừ đi trừ 12 kết quả là cộng 15. Như vậy chúng ta đã thực hiện xong các trừ 2 đa thức bằng hai cách. Thưa thầy, mx sẽ bằng trừ Ghi lại đã. 4x mũ 3. Bằng bao nhiêu? Trừ 6x. Bằng mặt giờ cuối cùng giờ viết lại bằng bao nhiêu? Vẫn bằng 4x trừ 3. À, 4x mũ 3 Sai. trừ 6x. Trừ 4 x mũ 3. Để giấu nó chứ. Trừ 6x trừ a cộng 7. Nx. Nx sẽ bằng 2x mũ 2 trừ x mũ 3 cộng 4 bằng 4x. Bằng cái gì? Trừ x mũ 3. Gì nữa xong đến Trừ mười x mũ 3 sao nữa 4 mũ. hả? Sắp xếp lại cơ mà đã làm gì đâu, cộng hai x bình Vâng, cộng 4. rồi xong đi m trừ n Bỏ đi. bằng gì? Tiếp là Huy. Trừ Cứ đọc đi. 7 trừ x mở mở ngoặc Nên sao làm nhầm, sao mở ngoặc âm 4 x mở ngoặc âm rồi như 4 x mũ nào 3 rồi. mở ngoặc ra Rồi âm 4 x mũ 3 trừ 6 x đọc nhanh đi một chút đi. cộng 7 trừ đi mở ngoặc âm x mũ 3 cộng 2x mũ 2 cộng 4. Rồi. Tiếp. Bằng âm 3x. Âm ba ở đâu? À, quên chưa phá ngoặc. Âm 4x mũ 3 trừ 6x cộng 7 Đọc nhanh một tí sẽ đọc lâu thế. cộng x mũ 3 trừ đi 2x mũ 2 trừ 4 Rồi. nhóm lại Bằng. âm 4x mũ 3 cộng x mũ 3 Nhóm thì phải như nào? x mũ 3 ngoặc vào trừ 6x trừ Cứ đọc. 2x mũ 2. Cứ ngoặc nghiếc gì không? Vâng. Như Có ạ. nào? À không, không cần ngoặc. Giờ là như nào? Đây, đi đây rồi, như Trừ 6x nào? trừ 2x mũ 2. Em nói lại xem nào. Trừ 6x trừ 2x Tại sao lại ghi trừ 6x trước? Sao lại vất vả vậy? Sao không nên nên đã gọi là sắp xếp luôn? Nên nó tạo ra một thói quen đi mũ 3 xong rồi xử lý mũ 3 rồi phải xử lý mũ 2. Thôi được rồi, tôi chiều anh. Trừ 6x. Trừ 2x bình. Tiếp nữa là gì? trừ 7 trừ 4 Trừ 7 trừ 4 trong ngoặc. trong À ngoặc không, cái không cần, không cần, không cần, hết chưa? bằng hết rồi, bằng âm 3x mũ 3
Tiếp đi. Xử lý không? Huy. Không. Dạ. Thôi được rồi. Hạ xuống rồi. Hạ xuống đi. Trừ 6x, trừ 2x bình. Ở chỗ này là bao nhiêu? Trừ 3. -7, trừ 4 là trừ 3. Trừ 7. À trừ 11. Cũng là đều sai cả. Thứ nhất là anh phạm mấy cái lỗi trong cái bài này Huy nhá. Một là người ta phải làm thứ tự từ mũ to đến mũ bé lần lượt chứ, đã mũ ba thì phải đến mũ hai trước ý, sao để người ta chưa chia ra mũ một này. Thứ hai nữa là khi hạ xuống ý, thì phải giữ nguyên dấu của nó. Đây đang dương 7, tại sao xuống đây nữa lại là âm 7? Cho nên nó mới hỏng. Đến đây nhá, tua lại đi. Đến đây thì sau đó đến mũ 3, à mũ 3 xong rồi. Đến mũ 2 chúng ta bê cả cái tảng mũ 2 này xuống. Trừ 2 bình. Hết mũ 2 thì đến mũ 1 nó cũng có một thì anh 6x thì thôi, thành trừ 6x. Rồi cộng với, đừng có trừ chót gì cả. Đây là dương 7. 7 trừ 4. Như dương 7 trừ 4 đây, trước ngoặc đây, dấu này là dấu cộng đi cho nó khỏi nhầm. Kết quả bằng âm 3x lập. Số này là có mũ 2 luôn, trừ 2x bình trừ 6x cộng 3. Vậy đấy, đấy là trừ theo hàng ngang. Huy rõ chưa? Vâng. Ý B trừ đi hàng dọc mx, chúng ta viết cái đa thức đã sắp xếp ấy. Đó là âm 4x lập, không có x bình chúng ta để cách ra, trừ 6x cộng 7 nx thì sẽ bằng âm 3x lập, âm x lập cộng 2x bình, không có x thì thôi cộng 4. Đấy, chúng ta vạch chân. Ở đây là mx trừ nx dấu trừ đây. Mx trừ nx bằng chỗ này trừ 4 trừ đi trừ 1, kết quả bằng âm 3 x lập. Ở đây là không, không có gì này, dòng trên là không, không trừ 2 trừ 2 bình. Còn đây là trừ 6 trừ 0, chỗ này là không này, trừ 6 trừ 0 là trừ 6x. Còn đây là 7 trừ 4 cộng 3. Đấy, xong. Cùng thực hiện bài tập 1 này như sau. Nghiệm không phải làm mà thầy. Có chứ, ý A này. Px sẽ bằng âm 2x bình cộng 3x mũ 4 cộng x lập cộng x bình trừ 1 phần 4x. Kết quả sẽ bằng đầu tiên là mũ 4 này, 3 x mũ 4, sau đó là đến x mũ 3 cộng x mũ 3, sau mũ 4 thì đến mũ 3 cộng x mũ 3. Rồi tiếp theo là âm 2x bình với cộng x bình, chúng ta thu gọn luôn thành trừ x bình, không cần ngoặc nữa. Tiếp theo là trừ 1 phần 4x.
không có số tự do thì thôi. Rồi đến quy x, quy x sẽ bằng 3x mũ 4 cộng 3x bình trừ 1 phần 4 trừ 4x lập trừ 2x bình. Em thấy như sau, bằng nó cũng có mũ 4 thì bằng 3x mũ 4. Có mũ 3, có 1 anh mũ 3 thôi. Trừ 4x lập. Tiếp theo, 3x bình trừ 2x bình thành cộng x bình. Không có x thì thôi, trừ 1 phần 4. Như vậy, chúng ta đã sắp xếp px và qx theo lũy thừa giảm dần biến. Bây giờ chúng ta thực hiện tính p cộng q theo hàng dọc. Đấy, chúng ta tiện thể chúng ta tính hàng dọc. Px bằng 3x mũ 4 cộng x lập trừ x bình trừ 1 phần 4x. Còn qx bằng 3x mũ 4. À, trên dưới đều là 3x mũ 4 cả nhỉ. 3x mũ 4 mình xít nhầm trừ 4x lập cộng x bình trừ 1 phần 4. Trừ 1 phần 4 đuôi ra đây. Đó. Sau đó tính p cộng q. Px cộng qx ở đây. Bằng cộng lại đây, trong này là dòng cộng. Này cộng. Kết quả sẽ là 6x mũ 4 trừ 3x lập. Dòng trên cộng dòng dưới thôi. X bình hết trừ 1 phần 4 x trừ 1 phần 4. Đó. P cộng Q đấy là theo hàng dọc. Rồi tiếp theo chúng ta lấy tính P trừ Q theo hàng dọc xem như thế nào. PX trừ QX đây. Nếu mà trừ theo hàng dọc thì nó sẽ phải như thế này. Px trừ qx này. Kết quả chúng ta cũng sắp xếp đúng như là sắp cộng vậy. Kết quả ở đây là hai cái này trừ nhau hết. Hết thì chúng ta không phải ghi nữa. Dòng này 1 trừ đi trừ 4 thì thành 5x lập. 5x lập. Trừ 1 trừ đi trừ 1 trừ 2x bình. Cái này thì hạ xuống thôi. Trừ 1 phần 4 trừ 0 thì vẫn là trừ 1 phần 4. Trừ 1 phần 4x. Còn dòng này 0 trừ đi trừ 1 phần 4 thì chúng ta phải đổi dấu bên dưới đi. Cộng với 1 phần 4. Đấy. Thì C chúng ta thấy như sau. P0 này, suy ra đây Px thì bằng này rồi, suy ra P0 sẽ bằng 0. Còn anh này suy ra P0 tức là thay x bằng 0 vào, kết quả bằng âm 1 phần 4. Âm 1 phần 4 rõ ràng là khác không. Như vậy đây là Q, xin lỗi. Như vậy thì ta thấy là thay số 0 vào px thì được kết quả bằng 0. Thay số 0 vào qx thì được kết quả khác 0. Điều đó chứng tỏ
x bằng 0 là nghiệm của px. Nghiệm tức là số làm cho kết quả nó bằng 0. X bằng 0 không phải là nghiệm. Của quy ấy. Xong bài toán này. Nào đọc xem nào. Thì A FX nhật đâu FX là bao nhiêu? FX bằng x mũ 5 cộng x mũ 3 cộng x mũ 3 rồi trừ mở ngoặc thu gọn luôn. À thu gọn luôn ạ. Trừ 4 x mũ 2 rồi trừ 2 x cộng 5 rồi gx chưa nào. Gx sẽ bằng x mũ 5 trừ x mũ 4 cộng 2 x mũ 2 cộng 2x mũ 2 trừ 3x cộng 1. Rồi. Đấy. B là tính H bằng F cộng G. Chúng ta viết lại thôi. Trước hết là chúng ta viết FX bằng viết lại cái đa thức G ở trên. Tiếp theo là gx sẽ bằng. Dạ. Gx sẽ bằng dưới này. Sau đó chúng ta phải chân. Hx bằng Fx cộng Gx. Bằng dòng trên cộng dòng dưới là thành 2x5 trừ x mũ 4 mũ 3 là cộng x bình là cộng x lập trừ 4x bình với lại dưới này là 2x bình thì trừ 2x bình trừ 5x cộng 6. Như vậy bài này chúng ta bị lỗi một chút là chúng ta phải để cách cái mũ 4 này ra. Làm chút. Còn anh này thì lại có mũ 4 không mũ 3 cũng lại phải để cách làm chút. Chúng ta sử dụng kỹ thuật copy thì là bỏ một chút. Đấy. Như vậy là mũ 5 cho đến mũ 4. Mũ 3. Mũ 2. X 1. Số tự do này, số 6 đây. Rồi. Bài tập về nhà, các em sẽ làm bài tập sau. Hai bài tập này, bài tập 4, bài tập 5 này.
Đó, Hôm hôm sau học bài tính, hôm sau học bài tính trước tiên phân giải này. rồi Được ok phân giải. rồi rồi anh em làm theo này, hôm sau học hình nhá, tính chất tia phân giác của tam giác và của góc, thấy chưa?